Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá cà phê và giá hồ tiêu ngày hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2020. Phố Nối TV chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa các bạn, thị trường giá cà phê trên thế giới bất ngờ sụt giảm mạnh trên sàn London, còn giá cà phê Arabica trên sàn New York đã quay đầu và tăng nhẹ trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 1 năm 2021 giảm sâu tới 40 USD, mức giảm là 2,89%, xuống giao dịch ở mức là 1.343 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 thì giảm 24 USD, mức giảm là 1,73%, xuống giao dịch ở mức là 1.364 USD trên tấn. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Trái ngược với sàn London, trên sàn New York, giá cà phê Arabica đã quay đầu và tăng trở lại. Kỳ hạn giao tháng 12 năm 2020 tăng 1,20 sen, giao dịch ở mức là 116,85 sen trên bao. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 thì tăng 0,65 sen, mức tăng là 0,55%, giao dịch ở mức là 119,1 sen trên bao. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Theo thống kê, giá cà phê Robusta tại London đang xuống mức thấp nhất từ hơn 3 tháng qua. Trong khi đó, đồng real của Brazil đang ở mức tỷ giá thuận lợi, hỗ trợ cho giá cà phê Arabica trên sàn New York đảo chiều tăng. Về tình hình giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, ngày hôm nay, giá cà phê đã sụt giảm mạnh tới 800 đồng trên 1 kg, mức giá dao động từ 31.400 tới 32.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê Nhân Xô ngày hôm nay được thu mua ở mức từ 31.400 tới 31.500 đồng 1 kg. Khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, mức giá là 31.500 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh, giá cà phê là 31.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua ở mức từ 32.000 tới 32.200 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 32.200 đồng 1 kg. Khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, ngày hôm nay, giá cà phê là 32.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm đi 800 đồng, giá từ 31.800 tới 31.900 đồng 1 kg. Tại thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, mức giá là 31.900 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Prong, giá cà phê ngày hôm nay là 31.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 31.900 đồng 1 kg. Tại huyện Đắk Lắk, giá cà phê là 31.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Đắk Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay cũng đã giảm đi 800 đồng và có mức giá là 31.800 đồng 1 kg. Còn giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay có mức giá là 33.600 đồng 1 kg, giảm đi 900 đồng so với phiên giao dịch trước. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá tiêu ngày hôm nay vẫn duy trì ổn định, mức giá từ 56.000 tới 58.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu vẫn được thu mua quanh mức 57.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ngày hôm nay là 56.500 đồng 1 kg. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn giữ ổn định mức giá 58.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu là 57.500 đồng 1 kg. Và giá hồ tiêu thấp nhất tại tỉnh Đồng Nai là 56.000 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.